Thầy chào tất cả các em. Vui mừng chào đón các em quay trở lại với chương trình ôn tập bộ môn lịch sử cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 của báo Thanh Niên. Chuyên đề ngày hôm nay là một chuyên đề về lịch sử Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập một trong những vấn đề rất là hóc búa, khó nhớ của chương trình lịch sử Việt Nam. Đó là ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của các sự kiện lịch sử chính từ thời điểm năm 1930 cho đến năm 1975. Thầy mời tất cả chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định đâu là những sự kiện chính của chương trình lịch sử mà chúng ta đã học. Trong chương trình lịch sử lớp 12 về lịch sử Việt Nam, chúng ta học mà từ thời điểm năm 1919, có nghĩa là sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, kéo dài đến năm 2000, thì trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta thấy nổi lên những sự kiện chính như sau. Thứ nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Thì như chúng ta đã học, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái ý nghĩa quan trọng nhất đó là nó chấm dứt cái sự khủng hoảng về cái đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam và đã mở ra cho cách mạng Việt Nam một con đường hoàn toàn mới. Bình Đức, Bảo Châu, xin chào tất cả các bạn. Châu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Do đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phụ kiện mà tụi mình chọn để đem vào phòng thi nhé. Với các môn như văn, sử, địa, Châu sẽ chọn bút TL036 hay TL025. Bút của Thiên Long, mực thường ra rất đều và liên tục. Khi viết rất là thoải mái, không hề cảm thấy bị mỏi tay. Còn nếu bạn nào thích nét bút nhỏ, chọn bút TL079, TL027 hay TL095. Đặc biệt là cây TL027 rất thân quen với học sinh tụi mình đó. Thì các môn toán, lý, hóa thì Đức cần những phụ kiện xịn sau đây: thước SO028 hay thước SO02 với chất liệu bằng nhựa trong suốt, vạch kẻ nhỏ giúp dễ dàng kẻ đường thẳng, xác định góc đo và cung tròn một cách nhanh chóng. Tiếp theo là con 3 TBC012, có thân bằng nhựa, nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau và dễ dàng thay bút chì khi đang sử dụng. Đặc biệt, Đức khuyên các bạn nên sử dụng máy tính Flexio FX590VN. Ngoài 453 tính năng cơ bản, còn có thêm 2 tính năng phép chia, lấy số dư và thông báo sắp hết pin. Quan trọng hơn là máy tính này được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi. Để làm bài thi trắc nghiệm vừa nhanh vừa rõ ràng, Châu sẽ chọn bộ sản phẩm Kit 01. Bộ sản phẩm bao gồm 2 bút chì bấm, có chút mini trên thân bút, 1 ống min chì 2B, tô nhanh, khó gãy và 1 gom tẩy ít bụi, siêu sạch. Tụi mình chọn Thiên Long bởi vì sản phẩm vừa đẹp vừa bền lại hợp với túi tiền nữa chứ. Vậy là các bạn đã có bí kíp để tự tin bước vào phòng thi rồi. Hãy ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. Chúc các bạn thành công. Sự kiện lịch sử quan trọng thứ hai đó là cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây được xem như là một điểm đến tốt đẹp của cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện chính thứ ba trong chương trình lịch sử lớp 12 đó là công cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài từ năm 1945 cho đến năm 1954. Và chủ điểm lớn kế tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước từ thời điểm năm 1954 cho đến năm 1975. Tất cả những sự kiện chính này đều có những cái ý nghĩa lịch sử rất là quan trọng với lại lịch sử Việt Nam và những cái nguyên nhân cũng như là những bài học kinh nghiệm dành cho tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái ý nghĩa lịch sử cũng như là nguyên nhân thắng lợi của các sự kiện nêu trên. Đầu tiên, đó là sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với lịch sử Việt Nam nói chung và công cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam nói riêng như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Thứ nhất, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đây là ba yếu tố rất là cơ bản để tạo nên cái sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì
từ đây cách mạng Việt Nam chỉ có duy nhất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điều này cũng có nghĩa là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho sự khủng hoảng về mặt đường lối lãnh đạo trong cái công cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân ta. Nếu như chúng ta có một cái sự để ý trong suốt khoảng thời gian học lịch sử từ lớp 11 cho đến lớp 12, từ cái thời điểm mà Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858, thì cái công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc lúc nào cũng diễn ra rất là sôi nổi trên cả nước. Về mặt đường lối lãnh đạo thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã chứng kiến được rất là nhiều tầng lớp giai cấp lãnh đạo phong trào kháng chiến. Ví dụ như là giai cấp phong kiến lãnh đạo thì có phong trào Cần Vương, nông dân lãnh đạo thì có phong trào nông dân Yên Thế. Sau này chúng ta lại thấy khi mà xã hội Việt Nam bị phân hóa thành nhiều tầng lớp, nhiều giai cấp, ví dụ như là tiểu tư sản thì hầu hết tất cả các tầng lớp giai cấp đều có cái phong trào đấu tranh riêng của mình. Giai cấp tư sản cũng có lãnh đạo thông qua hoạt động của đảng lập hiến và một số những cái phong trào tiêu biểu. Tiểu tư sản cũng có những tổ chức lãnh đạo. Tuy nhiên hầu hết tất cả những phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của các giai cấp tầng lớp khác đều không thành công. Mãi cho đến khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì rõ ràng nó đã đặt dấu chấm hết cho cái sự khủng hoảng về mặt đường lối lãnh đạo này. Và điểm thứ ba chúng ta cần phải lưu ý về cái ý nghĩa lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt của lịch sử cách mạng Việt Nam. Chúng ta có thể kiểm chứng lại cái ý nghĩa lịch sử này thông qua hàng loạt những sự kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam trong cái quá trình kháng chiến, đấu tranh để giành độc lập. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời điểm năm 1930 thì ngay sau đó đã có một cao trào cách mạng cho đảng lãnh đạo, đó là cao trào cách mạng 1930-1931 với cái đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Kế tiếp đó là cuộc vận động dân chủ 36-39 và cuối cùng đến tháng 8 năm 1945 đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cái cuộc cách mạng tháng 8 và dẫn đến việc ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chưa dừng lại ở đó, công cuộc kháng chiến để mà bảo vệ nền độc lập của chúng ta đã được tiếp tục diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954 và sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 cho đến năm 1975. Cho dù cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra với những khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như kháng chiến chống Pháp thì kéo dài 9 năm, kháng chiến chống Mỹ thì kéo dài 21 năm, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã giành được thắng lợi. Một trong những nguyên nhân chung dẫn đến sự thành công của tất cả những cái công cuộc kháng chiến nêu trên đó là có sự lãnh đạo của, xuyên suốt của Đảng Cộng sản. Thì điều này nó là cái minh chứng cho sự phát triển nhảy vọt của lịch sử cách mạng Việt Nam. Chúng ta chuyển qua cái sự kiện quan trọng thứ hai, đó là cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có ý nghĩa lịch sử như thế nào và nguyên nhân nào đã dẫn đến cái sự thắng lợi này thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Đầu tiên đó là ý nghĩa lịch sử. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi đối với dân tộc Việt Nam chúng ta là một trong những sự kiện rất là quan trọng vì nó đã mở ra một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc. Lần đầu tiên Việt Nam chúng ta đã lật đổ ách thống trị của nhiều thế lực, đó là đế quốc Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đây là một nhà nước rất đặc biệt, đây là nhà nước đầu tiên do nhân dân lao động làm chủ. Do vậy, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước. Và lưu ý, đó cũng chính là kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội. Cách mạng tháng 8 năm 1945 không chỉ có ý nghĩa riêng đối với dân tộc Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam, mà còn có một cái ý nghĩa lịch sử sâu rộng hơn, to lớn hơn đối với thế giới. Đó là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 của chúng ta đã góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít, làm suy yếu hệ thống thuộc địa và cổ vũ vô cùng lớn lao cho phong trào
giải phóng dân tộc trên thế giới. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công trong một khoảng thời gian ngắn đã xuất phát từ những cái nguyên nhân thắng lợi nào? Về nguyên nhân thắng lợi thì chúng ta cần phải phân biệt rõ hai cái khái niệm, đó là cái nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan là những cái yếu tố tác động từ bên ngoài khiến cho chúng ta có thể tận dụng được và dẫn đến góp một cái phần khá là quan trọng dẫn đến sự thành công. Và nguyên nhân chủ quan chính là những nguyên nhân do chính bản thân chúng ta tạo ra. Đối với cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thắng lợi đó là do chiến thắng của lực lượng đồng minh chống phát xít đã tạo ra một cái thời cơ vô cùng thuận lợi cho ta giành chính quyền một cách rất là nhanh chóng và ít đổ máu. Về nguyên nhân chủ quan, và như thầy nói, đây cũng chính là cái nguyên nhân được xem như là quyết định nhất. Thứ nhất, đó là dân tộc ta có truyền thống yêu nước, cho nên khi đảng kêu gọi đã đồng loạt đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thì chúng ta đã tìm hiểu cách mạng tháng 8, chúng ta có thể thấy rằng là cái khoảng thời gian mà cách mạng tháng 8 bùng nổ từ lúc trung ương đảng họp cho đến lúc mà chúng ta giành chính quyền trong toàn quốc, và đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì nó là một khoảng thời gian rất là ngắn, trong khoảng 2 tuần thôi. Thì khoảng thời gian ngắn đó mà huy động được một lực lượng quần chúng một cách rất là đông đảo trên khắp cả nước để tham gia vào cuộc cách mạng này, thì rõ ràng điều đó nó đã thể hiện là dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước từ lâu đời và vẫn tiếp tục phát huy cho đến thời điểm tháng 8 năm 1945. Nguyên nhân thắng lợi thứ hai đó là có sự lãnh đạo của đảng và Hồ Chủ tịch. Và điểm chúng ta cần phải lưu ý trong cái nguyên nhân thắng lợi này đó là sự linh hoạt, sự năng động và sự cập nhật của đảng và Hồ Chủ tịch trong việc lãnh đạo công cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập. Từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với cái cương lĩnh chính trị cho đến thời điểm Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, qua những cao trào như là cao trào 30-31, cuộc vận động dân chủ, 36-39, cao trào kháng Nhật, thì chúng ta đều có thể thấy rất là rõ Đảng và Hồ Chủ tịch luôn luôn thay đổi cái đường lối lãnh đạo tùy theo sự thay đổi của tình hình thế giới. Và nhờ sự cập nhật, sự linh hoạt đó mà chúng ta có thể tận dụng được cái thời cơ để đi đến được một cái thắng lợi cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nguyên nhân thắng lợi kế tiếp đó là chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo và nhiều kinh nghiệm qua những cao trào đấu tranh. Thì cái này chúng ta có thể thấy rất là rõ là từ lúc mà đảng ra đời, đảng đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, và chúng ta đã có sự chuẩn bị những cuộc diễn tập diễn ra trong suốt một khoảng thời gian dài. Ví dụ như là cao trào cách mạng 1930-1931 được xem như là cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho cách mạng tháng 8. Sau đó là cuộc vận động dân chủ diễn ra với một quy mô rộng lớn từ Bắc đến Nam với nhiều hình thức rất là phong phú đa dạng, được xem như là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai dẫn đến sự thành công của cách mạng tháng 8. Nguyên nhân kế tiếp đó là có sự đoàn kết nhất trí giữa đảng và nhân dân. Và cuối cùng đó là chúng ta biết chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền, và điều này nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta khởi nghĩa giành chính quyền trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mà đã nhanh chóng giành được thắng lợi. Chúng ta cần phải lưu ý cái việc chớp thời cơ là do Việt Nam chúng ta đã tranh thủ được một cái thời cơ mà được nhiều sách lịch sử nhận định, đó là thời cơ ngàn năm có một, khi mà lực lượng quân phát xít ở Việt Nam chúng ta đang hoang mang rệu rã do Nhật Bản đầu hàng của đồng minh vô điều kiện, và lực lượng đồng minh thì chưa vào Việt Nam chúng ta. Cho nên đây là một trong những cái thời cơ rất là quan trọng. Và từ cái việc nhìn nhận của đảng về cái thời cơ này thì chúng ta đã tận dụng được và đã có thể giành được thành công. Như vậy có thể thấy là có rất là nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến cái thắng lợi của cách mạng tháng 8. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là cái sợi chỉ xuyên suốt những nguyên nhân
cái sự kết nối những nguyên nhân thắng lợi nêu trên vẫn luôn luôn đó là sự lãnh đạo của Đảng và Hội Chủ tịch. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái chủ điểm khác của chương trình lịch sử Việt Nam, đó là kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1954. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954 đã kết thúc thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève, đã để lại rất là nhiều những ý nghĩa lịch sử quan trọng. Thứ nhất, đối với Việt Nam chúng ta, cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi đã chấm dứt ách thống trị của Pháp. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng và bắt đầu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc vào thời điểm năm 1954, hay nói một cách khác là cuộc chiến tranh Đông Dương đã kết thúc, cũng đã có một cái ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với lịch sử thế giới. Đối với thế giới thì cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc đã giáng một đòn nặng nề vào chủ nghĩa đế quốc, làm tan rã hệ thống thuộc địa và cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc. Như vậy, từ ý nghĩa lịch sử của công cuộc kháng chiến chống Pháp nêu trên, sẽ có một số câu hỏi đề cập đến hạn chế trong cái thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta là gì. Thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc vào thời điểm năm 1954 với Hiệp định Genève cũng đã cho thấy cái điểm hạn chế, đó là Việt Nam chúng ta mặc dù được độc lập nhưng mà cái sự độc lập đó chưa toàn vẹn, khi chỉ có miền Bắc được giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam chúng ta đã bị chia cắt ở vị tuyến 17, và sau đó là nhân dân cả nước phải tiến hành công cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng, mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời, thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau, thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến nguyên nhân thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1954. Đầu tiên, như lúc nãy thầy đã nói, thì cái nguyên nhân thành công, nguyên nhân thắng lợi được xem như là sợi chỉ xuyên suốt tất cả những thắng lợi của các sự kiện chính trong công cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, một lần nữa đã tạo nên cái sự thành công, sự thắng lợi của kháng chiến chống Pháp. Nguyên nhân thứ hai cũng là một điểm chung, đó là toàn dân, toàn quân đoàn kết dũng cảm trong chiến đấu, lao động sản xuất. Nguyên nhân thứ ba, đó là có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh qua nhiều chiến dịch. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy rằng là từ thời điểm chiến dịch Việt Bắc năm 1947, khi lực lượng du kích
còn đang phát triển mạnh, lực lượng chính quy của chúng ta chưa có những cái điểm thể hiện sự lớn mạnh, thì sang chiến dịch biên giới năm 1950 chúng ta đã bắt đầu làm chủ tình hình, lực lượng chính quy đã bắt đầu lớn mạnh. Và đến thời điểm chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 thì chúng ta có thể thấy rằng là lực lượng chính quy của Việt Nam chúng ta đã có thể chiến đấu một cách rất là sòng phẳng với lại Pháp. Điều đó cho thấy rằng là lực lượng vũ trang của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh và hoàn thiện. Nguyên nhân thắng lợi kế tiếp đó là do chúng ta có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. Và hậu phương đã giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tiếp tế và giúp cho cái lực lượng quân đội chính quy ngày càng lớn mạnh. Tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, đó là Việt Nam, Lào và Campuchia đã bắt đầu có liên minh chiến đấu để chống kẻ thù chung, đó là thực dân Pháp. Bên cạnh đó, chúng ta còn có sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và của loài người tiến bộ. Như vậy chúng ta có thể thấy là để đạt được sự thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài từ năm 1945 đến năm 1954, chúng ta có tất cả là 6 nguyên nhân thắng lợi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng là trong 6 nguyên nhân thắng lợi nêu trên, thì nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan? Thì như trong phần đầu thầy có nói, nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân do chính chúng ta tạo ra và nguyên nhân khách quan là nguyên nhân từ bên ngoài tác động vào khiến chúng ta có thể giành được thắng lợi. Thì dựa vào những gì mà thầy đã phân tích, có thể thấy rằng là 4 nguyên nhân đầu tiên sẽ là nguyên nhân chủ quan. Và đương nhiên cái nguyên nhân quan trọng nhất như thầy nói đó là cái sự chỉ xuyên suốt tất cả những thắng lợi, đó chính là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 nguyên nhân cuối cùng là 2 nguyên nhân khách quan. Và đây cũng chính là cái điểm chung cho cái sự thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Pháp, không phải của Việt Nam mà của các nước Đông Dương và của các nước đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc. Phần cuối cùng, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu công cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước từ thời điểm năm 1954 cho đến năm 1975 đã đi đến kết thúc thắng lợi, có ý nghĩa lịch sử gì đối với dân tộc và có ý nghĩa lịch sử gì đối với thế giới, cũng như sẽ phân tích tìm hiểu xem là nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi của 21 năm kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước là gì. Đầu tiên về ý nghĩa lịch sử, đối với lại dân tộc Việt Nam thì cuộc kháng chiến chống Mỹ có một ý nghĩa lịch sử rất là quan trọng. Đây là một thắng lợi vĩ đại kết thúc 21 năm chống Mỹ và 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Có nghĩa là nếu như chúng ta lấy thời điểm kháng chiến chống Mỹ là năm 1954 là 21 năm, và thời điểm mà chúng ta kháng chiến chống Pháp là 30 năm. Kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975 kết thúc thắng lợi là một chặng đường dài của dân tộc Việt Nam để có thể bảo vệ được nhà nước dân chủ, nhà nước độc lập mà chúng ta đã xây dựng được vào thời điểm năm 1945. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc phong kiến, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và thống nhất đất nước. Đây sẽ là cái điểm khác nhau, và chúng ta cần phải lưu ý là điểm khác nhau giữa cái ý nghĩa lịch sử của công cuộc kháng chiến chống Pháp và công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Có nghĩa là công cuộc kháng chiến chống Pháp là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, còn kháng chiến chống Mỹ thì sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới, đó là hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta cũng phải lưu ý điểm khác nhau và giống nhau trong cái ý nghĩa lịch sử này giữa cái cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Mỹ. Cách mạng tháng 8 cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kháng chiến chống Mỹ cũng mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng mà kỷ nguyên của kháng chiến chống Mỹ là có thêm một yếu tố nữa, đó là thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đối với thế giới thì cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Thứ nhất,
đây là thất bại nặng nề nhất và đương nhiên nó sẽ có tác động rất là mạnh đến nội tình của nước Mỹ. Và cái ý nghĩa thứ hai đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc vào thời điểm năm 1975 đã cổ vũ mạnh mẽ trong phong trào cách mạng của thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nguyên nhân thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cũng như là kháng chiến chống Pháp thì phần nguyên nhân thắng lợi này sẽ gồm có hai phần. Đó là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ và những nguyên nhân khách quan. Thì về nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân chính là có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sáng tạo. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là kẻ thù của Việt Nam chúng ta trong khoảng thời gian từ năm 1954 cho đến năm 1975 đó là Mỹ, là một kẻ thù hoàn toàn là mạnh hơn Pháp rất là nhiều. Và tình hình thế giới cũng có rất là nhiều những sự thay đổi, cho nên là Đảng và Hồ Chủ tịch cũng đã có những cái đường lối chính trị quân sự nó khác biệt so với các thời kỳ trước và đã dẫn đến cái sự thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để vượt qua những cái chiến lược mà Mỹ thử nghiệm tại miền Nam Việt Nam, ví dụ như là chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ hay là Việt Nam hóa chiến tranh, thì chắc chắn là Đảng và Hồ Chủ tịch đã phải có những cái đường lối thật là đúng đắn và sáng tạo. Nguyên nhân thắng lợi thứ hai đó là sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của nhân dân ta. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân chung của những cái sự kiện chính trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như là bảo vệ đất nước của nhân dân ta. Và nguyên nhân thắng lợi kế tiếp đó là do miền Bắc đã làm tốt vai trò hậu phương, chi viện kịp thời cho miền Nam. Thì chúng ta cũng phải lưu ý, đây chính là cái nguyên nhân thắng lợi khác. Nếu như trong đề thi đòi hỏi sự so sánh về cái nguyên nhân thắng lợi giữa kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, thì trong kháng chiến chống Pháp chúng ta thấy rằng là cũng làm nổi rõ lên cái vai trò của hậu phương trong việc coi như là chi viện cho tiền tuyến và giữ cái sự thắng lợi cuối cùng. Thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cái hậu phương này được thể hiện rõ, được xác định rõ, đó chính là miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đầu tiên là tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương. Thì chúng ta có thấy rõ rằng là có sự giống nhau giữa kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ khi chúng ta đề cập đến cái nguyên nhân khách quan, đó là cái sự đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia. Và điều này cũng sẽ giải đáp cho chúng ta một số những câu hỏi có liên quan, ví dụ như là phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, ở Lào và Campuchia có những điểm nào giống nhau. Thì chúng ta thấy rằng là có sự giống nhau về kẻ thù, có sự giống nhau về lãnh đạo, cho nên chắc chắn là cái tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương sẽ là một trong những yếu tố rất là quan trọng dẫn đến sự thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khách quan khác đó là sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới cũng đã góp phần rất quan trọng dẫn đến sự thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các em học sinh thân mến, như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu những chủ điểm lịch sử, những nội dung cơ bản của chương trình lịch sử Việt Nam lớp 12. Thông qua những ý nghĩa lịch sử và việc tìm hiểu những nguyên nhân thắng lợi, trong quá trình chúng ta ôn tập chuyên đề này, chúng ta nên cố gắng so sánh để tìm ra những điểm giống nhau giữa các chủ điểm lịch sử này, cũng như là phát hiện ra những điểm khác nhau về ý nghĩa lịch sử cũng như là nguyên nhân thắng lợi của các chủ điểm lịch sử. Có như vậy, chúng ta mới có thể nắm được một cách khái quát và nhớ bài lâu. Thầy hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho chúng ta có được những cái điểm số tốt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi chương trình ôn tập. Chào tất cả các em.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039.